Bạn có đang mất tiền oan cho dịch vụ trung gian khi nhập hàng từ Trung Quốc? Bạn có muốn tự tay nhập hàng trên 1688, tiết kiệm ngay lập tức 30-50% chi phí mà vẫn kiểm soát được chất lượng? Hãy xem hết video này, tôi sẽ chia sẻ cách tự nhập hàng từ Trung Quốc, tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi tháng. Tôi biết rất nhiều bạn đang phải trả một khoản phí lớn cho các dịch vụ trung gian khi nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Nhưng bạn có biết không, sử dụng dịch vụ trung gian có thể khiến chi phí nhập hàng của bạn tăng lên đến 50%. Trong khi bạn hoàn toàn có thể tự làm được với chi phí thấp hơn nhiều. Hãy tưởng tượng, bạn đang trả tiền cho trung gian để họ làm những việc mà bạn có thể dễ dàng làm trong vài bước đơn giản. Ví dụ, bạn muốn nhập một lô hàng quần áo từ 1688, dịch vụ trung gian sẽ tính thêm phí dịch vụ, phí vận chuyển nội địa tại Trung Quốc và cả những khoản phí ẩn khác. Tất cả những điều đó khiến tổng chi phí của bạn tăng vọt. Thế nhưng, nếu bạn tự đặt hàng, bạn sẽ kiểm soát được toàn bộ quá trình từ chọn nhà cung cấp, thương lượng giá cả cho đến vận chuyển về Việt Nam. Và điều tuyệt vời nhất là bạn không phải lo lắng về những khoản phí phụ trội vô lý. Hãy theo dõi tiếp video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách tự nhập hàng từ 1688, không cần qua trung gian mà vẫn tiết kiệm chi phí, thời gian và kiểm soát chất lượng tốt hơn. Lợi ích khi tự order hàng. Thứ nhất, bạn có thể tự chọn lựa sản phẩm với mức giá tốt nhất mà không lo bị ép giá. Các dịch vụ trung gian thường đưa ra mức giá cố định và bạn không có quyền thương lượng. Nhưng khi tự nhập hàng, bạn có thể trực tiếp trao đổi với nhà cung cấp, tìm ra mức giá phù hợp nhất với nhu cầu của mình và thậm chí có thể hưởng các ưu đãi riêng mà chỉ khách hàng trực tiếp mới nhận được. Thứ hai, bạn hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ quy trình từ việc chọn nhà cung cấp cho đến khâu giao hàng. Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng theo dõi đơn hàng của mình bất cứ lúc nào, chủ động xử lý nếu có vấn đề phát sinh và đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng như mong đợi. Không còn tình trạng lo lắng vì không biết hàng của mình đang ở đâu hoặc phải phụ thuộc vào thông tin mập mờ từ bên trung gian. Thứ ba, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Khi không sử dụng trung gian, bạn sẽ không phải trả thêm các khoản phí dịch vụ đắt đỏ, phí vận chuyển nội địa Trung Quốc hay những loại phí ẩn mà bạn không bao giờ ngờ tới. Những chi phí này, theo kinh nghiệm của tôi, có thể khiến tổng số tiền nhập hàng của bạn tăng lên đến 30-50%. Vậy để có thể tìm kiếm được nguồn hàng chất lượng thì Hoàng Ngọc sẽ hướng dẫn cho bạn cách lập tài khoản Taobao và cách tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa và hình ảnh trên Taobao. Đầu tiên các bạn sẽ vào là App Store, còn đối với hệ điều hành Android thì các bạn sẽ vào CH Play. Các bạn chỉ cần gõ chữ Taobao. Các bạn kéo xuống và tìm đến cái biểu tượng như hình và tải về. Sau khi ứng dụng tải về thì các bạn sẽ nhấn mở. Như trên hình các bạn có thể thấy đây là Taobao nhưng mà mình chưa đăng ký tài khoản thì mình sẽ nhấn vào góc bên trên cùng bên phải. Sau đó nhấn vào phần đăng ký. Các bạn ấn vào số điện thoại và chọn mã là 84. Sau đó các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào. Nhớ là bỏ số 0 ở đầu đi nhé. Sau đó các bạn tích vào ô tôi đồng ý, ấn vào ô màu cam. Bạn làm theo hướng dẫn để xác minh. Ở đây của mình là thả thanh trượt khi hai chai xuất hiện. Mình sẽ kéo thanh trượt theo hướng mũi tên khi thấy hai chai xuất hiện là ok. Sau đó Taobao sẽ gửi mã 4 số về tin nhắn của bạn. Bạn điền số vừa nhận được vào đây. Lúc này Taobao sẽ hỏi có dùng Face ID không thì mình ấn chấp nhận. Chọn OK. Như vậy là Taobao đã xác minh khuôn mặt thành công cho mình. Hướng dẫn cài đặt địa chỉ kho, nhận hàng trên 1688 tại Trung Quốc. Đầu tiên, các bạn đăng nhập vào tài khoản trên trang web 1688.com. Tại giao diện website, trên thanh menu, các bạn bấm vào chữ của tờ Ali, có nghĩa là tài khoản Ali của tôi. Khi đó, danh mục con được hiển thị và các bạn bấm chọn vào chữ in đậm đầu tiên của cột đầu tiên. Từ đó có nghĩa là trung tâm hỗ trợ người mua hàng. Sau khi click vào, trang thiết lập xuất hiện người để ý danh sách tùy chọn cài đặt bên tay trái và bấm chọn dòng quản lý địa chỉ giao hàng thứ tư từ dưới lên. Tiếp theo, bấm chọn thêm địa chỉ giao hàng mới. Màn hình sẽ xuất hiện bảng nhập thông tin địa chỉ kho, bao gồm người nhận, khu vực, địa chỉ chi tiết, mã bưu điện, điện thoại di động, điện thoại cố định. Nếu sử dụng dịch vụ của Hoa Nam Logistics thì mọi người tiến hành nhập địa chỉ kho nhận hàng tại Trung Quốc của Hoa Nam vào đây nhé. Địa chỉ kho Trung Quốc của Hoa Nam, Hoàng Ngọc để ở dưới bình luận và với mỗi người nhận sẽ tương ứng với like vận chuyển khác nhau. Ở đây Hoàng Ngọc sẽ hướng dẫn mọi người điền địa chỉ kho chính ngạch nhé. Đầu tiên hãy điền tên người nhận, lưu ý là tên người nhận sẽ tương ứng với từng lan vận chuyển khác nhau. Theo như địa chỉ của Hoa Nam sẽ tương ứng với thành phố, huyện, trấn. Việc cài đặt địa chỉ nhận hàng rất quan trọng. Nếu bạn không muốn hàng của bạn bị thất lạc hãy chú ý phần này, hoặc nếu bạn không biết tiếng Trung có thể chờ một bên order cài đặt địa chỉ cho bạn.
Tiếp theo hãy copy và dán toàn bộ địa chỉ nhận hàng vào đây và điền số điện thoại người nhận. Sau đó ấn vào nút màu xanh xác nhận cài địa chỉ thành công. Các ủy quyền thanh toán hộ khi tự mua hàng trên website thương mại điện tử bán buôn lớn nhất Trung Quốc là 1688 nhé. Đầu tiên tại giao diện của website bạn ấn chọn danh mục này và chọn mục này. Tại đây bạn sẽ thấy những sản phẩm mà bạn đã thêm vào giỏ hàng. Chọn sản phẩm mà bạn muốn thanh toán, click vào ô này và nhấn vào ô màu cam. Sau đó trang sẽ chuyển sang giao diện chọn phương thức thanh toán. Ở đây các bạn chọn phương thức đầu tiên là thanh toán qua tài khoản Alipay rồi bấm vào nút tiến hành thanh toán có màu cam ở dưới. Lúc này hệ thống sẽ chuyển sang cổng thanh toán của Alipay. Sau đó bạn hãy chọn nhờ người thanh toán hộ bằng cách chọn mục này. Lúc này thì Alipay sẽ dẫn chúng ta tới phông điền thông tin người thanh toán hộ. Ở đây bạn cần nhập đầy đủ thông tin. Thứ nhất là tài khoản của người thanh toán hộ, thứ hai là dòng tin nhắn và thứ ba là mã code xác thực. Khi giao diện đã hiện ra như thế này tức là mọi người đã khởi tạo ủy quyền thanh toán hộ trên trang 1688 thành công. Về với người nhận thanh toán hộ sẽ tiếp nhận yêu cầu từ hệ thống và thanh toán trong 24 giờ. Lựa chọn phương thức vận chuyển là rất quan trọng, tùy vào nhu cầu và ngân sách của bạn mà có thể chọn các phương thức khác nhau. Có thể vận chuyển bằng đường bộ, đường hàng không hoặc đường biển. Nếu vận chuyển bằng đường hàng không, hàng hóa sẽ được chuyển giao nhanh chóng nhưng chi phí sẽ cao. Vận chuyển đường biển thì mất nhiều thời gian hơn nhưng chi phí lại thấp hơn. Còn vận chuyển đường bộ thì chi phí vừa phải và mang tính ổn định. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương thức phù hợp còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như địa lý và thời gian mà doanh nghiệp xuất khẩu cần giao hàng. Bước 4. Chuẩn bị hồ sơ hàng nhập khẩu Trung Quốc. Để làm cho quá trình nhập khẩu hàng Trung Quốc thuận lợi, bạn nên chuẩn bị đầy đủ các tài liệu sau. Hợp đồng thương mại quốc tế, hóa đơn thương mại, danh sách đóng gói, các chứng từ khác liên quan. Bước 5. Thủ tục hải quan chính ngạch về nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Để đảm bảo quy trình nhập khẩu hàng Trung Quốc được thuận lợi, bạn cần nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết tại Cục Hải quan. Tuy nhiên, tùy vào từng loại hàng hóa, yêu cầu về giấy tờ có thể khác nhau. Bước 6. Phương thức thanh toán. Thời gian thanh toán đơn hàng được thống nhất trong hợp đồng giữa hai bên và cần tuân thủ đúng quy định. Khi thanh toán quốc tế, cần chuẩn bị các chứng từ theo đúng hợp đồng và đảm bảo các thông tin phải trùng khớp như trong hợp đồng và hóa đơn. Bước 7. Lấy hàng hóa đưa về kho. Bước cuối cùng, sau khi hoàn thành xong thủ tục, nhà cung cấp cần bố trí phương tiện vận tải đưa hàng về kho, thường thì sẽ thuê xe container hoặc xe tải, xe ô tô vận chuyển hàng hóa về kho. Bạn nên lựa chọn đơn vị vận chuyển Trung Việt uy tín để có thể hỗ trợ cho bạn tất cả các bước trên. Việc của bạn là liên hệ với đơn vị vận chuyển đó và đợi hàng của mình về Việt Nam. Chúc các bạn thành công. Vậy là chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể tự nhập hàng từ 1688 mà không cần phải qua trung gian. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn giúp bạn kiểm soát tốt hơn toàn bộ quy trình kinh doanh của mình. Hãy bắt đầu thử ngay hôm nay để tối ưu hóa lợi nhuận cho công việc kinh doanh của bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều mẹo kinh doanh hữu ích khác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.